Bố. 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 Thái Bình Quảng Tế. Bố. Anh, mau đưa bố đến bệnh viện, gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên. Nhanh lên, bố. Thái Bình Quảng Tế. Ôi, lại nặng lên rồi. Đừng xoay nữa, chóng mặt quá. Xin lỗi. Xin lỗi, không sao đâu. Tôi là Linda. Tôi là Lý Lôi, cô ấy là Hằng Mai Mai. Đây là bạn trai tôi, James. Chào anh. Chúc vui vẻ. Cảm ơn. Tạm biệt. Từ từ thôi, sư tỷ. Sư tỷ, hôm nay các sư huynh phát huy tốt thật đấy. Ừ, đúng vậy. Kỹ thuật của sư huynh bây giờ quả thật tiến bộ rất nhiều. Chị không cảm thấy là cho sư huynh bị ai đó kích thích sao? Bị ai kích thích là sao? Chị biết nói bậy. Đáng ghét. Sư tỷ. Sư tỷ. Này, sao? Sư tỷ, tấm lòng sư huynh của chúng ta chứ chị. Chị còn không rõ sao? Đừng nói bậy. Chị từng sự chỉ xem anh ấy như sư huynh mà thôi. Hơn nữa, chị có bạn trai rồi. Ghen tị quá đi. Chị, anh chàng đẹp trai đó là bạn trai của chị thật sao? Đúng vậy, tụi chị là bạn học thời đại học. Lần này đến Trương gia giới là anh ấy muốn đến thăm chị. Em cũng muốn có một anh đẹp trai. Em đồng ý lấy 10 năm tuổi thọ của sư tỷ ra đổi. Các con bé này, sao em không dùng tuổi thọ của mình hả? Anh, ừ, em trai. Bố thế nào rồi? Bố đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm. Tốt quá rồi, yên tâm đi. Mọi chuyện ở đây đã có anh rồi. Em cứ tiếp tục ở Trương gia giới, làm chuyện mà em muốn làm đi. Đợi bên đây anh làm xong công việc rồi, anh sẽ đến giúp em. Em ở bên đó chú ý an toàn nhé. Được rồi, anh bắt máy đây. Hi, cậu khỏe không? Hi, hello. Good. Khỏe. How come sao lại chỉ có mình cậu? Yeah, đúng đấy. Where's the đẹp kia đâu rồi? Oh, she's busy. Cậu ấy bận rồi. Right, see. Ra là vậy. Cậu cũng vậy. Anh cũng vậy. Anh đi. Không có một cái được không? Of course. Đương nhiên rồi. Anh rất sẵn lòng. Okay. Chúc anh chơi vui. Bye. See you. Tạm biệt.
Anh đừng căng thẳng. Mẹ. Cái này cho biết gì vậy? Mẹ, khi thằng bé thăng nhà bố đến thăm mẹ, nó có dẫn anh ấy về. Ôi trời, thằng bé là đẹp trai thật đó. Cha mẹ với cha con gái chị. Mẹ ơi, giơ tay chút đi. Anh ấy chịu chọc khuôn mặt này xuống cơm. Trời ơi, nói đó mà đã đau lòng rồi, sao con bé này. Cháu chào chị. Cháu là Chi Hằng. Trời ơi, xem mẹ xem này. Xem cái tay này đi. Sao cứ giống như chúng là bóc thế này. Mẹ, mẹ là muốn chành với con sao? Con xem con bé này nói bậy gì nè. Mẹ chỉ là muốn kiểm tra chút thôi mà. Xem con gái xinh đẹp của mẹ có người yên không quản loạn hay không thôi. Nào nào. Nào nào. Mẹ, vậy mẹ đã kiểm tra thế nào rồi? Cậu trai này trẻ tuổi khỏe mạnh. Thật không? Sau này nhất định sẽ trở thành nhân vật lớn. Tuyệt quá. Má, cái gì vậy? Biến đi. Dừng tay, dừng tay. Làm cái gì vậy? Cậu nữa. Đây là thần tài của chúng ta đấy, biết không? Xin lỗi. Nào nào nào, mời. Xin lỗi. Kính thưa các du khách, đi theo tôi nào. Đây chính là hồ Bảo Phong tuyệt đẹp của chúng ta. Nào, chú ý an toàn. Nơi này sơn thủy hữu tình. Tiên đài. Nếu mà ở buổi tối thì lãng mạn vô cùng, chỉ có đầy sao. Nhanh lên, nhanh lên.
Nhanh lên, nhanh lên nào. Thế nào, đẹp không? Đẹp quá. Anh nhìn bên đó đi, đó là Lục Kỳ Tháp. Anh có biết vì sao có tên là Lục Kỳ không? Lục Kỳ chính là đang nói đến Sơn Kỳ, Thủy Kỳ, Dân Kỳ, Thạch Kỳ, Thụ Kỳ, còn có các loại động vật kỳ trân dị bảo nữa. Kỳ trân dị bảo. Ừ. Tất nhiên rồi, báu vật lớn nhất mà anh nói đang ở đâu? Nào nào các chị du khách, qua đây để tôi giới thiệu cho mọi người một chút. Khê bộ cổ trấn này của chúng tôi có một kiến trúc rất nổi tiếng, chính là quán trọ Khang Gia. Quán trọ này từng là nơi dừng chân của rất nhiều trạng nguyên quan trọng thời Mãn Thanh. Nơi này hỷ khí cực thịnh, hoan nghênh mọi người đến đây ở trọ. Trước tiên, bà con cô bác, cuộc thi rượu mỗi năm một lần, nay lần đơn. Nhà họ Khang dẫn như mọi năm, đem rượu ngon nhất ra đây. Hy vọng mọi người được vui vẻ. Bây giờ xin mời tập trưởng Phong Lưu của trấn Phong Lưu phát biểu đôi lời với chúng ta. Chào mọi người. Buổi lễ đấu rượu hôm nay của trấn Phong Lưu xin được phép bắt đầu. Vòng đầu tiên của chúng ta chính là nhóm sơ cấp. Xin mời Hồ Tiểu Kỳ đấu với Khang Tiểu Bàn. Chúng ta hãy vỗ tay thật nồng nhiệt nào. Chuẩn bị, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, Tiểu Kỳ cố lên, Tiểu Kỳ cố lên, bạn ca ca cố lên, bạn ca ca cố lên, cố lên, cố lên, Tiểu Kỳ cố lên, Tiểu Kỳ cố lên. Khang Tử Bàn, chẳng phải anh uống giỏi lắm sao? Hôm nay phải liều mạng với nhau. Sợ cậu sao? Uống thử. Tiểu Kỳ cố lên. Bạch quỷ, em là của anh. Anh ấy uống say rồi. Tôi tuyên bố quà khiêng xuống đi.
Tộc trưởng, ông tuyên bố đi. Xin mọi người chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ đến màn cuối cùng. Trận tranh đoạt kim bài sắp sửa bắt đầu. Sẽ cho quán quân năm ngoái Hồ Gia, Hồ Thái lên sàn đấu. Chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay quan lên. Đây chính là ông trùm rượu đại danh đỉnh đỉnh của bọn em. Rượu ngon cặp tri kỷ thì ngàn ly cũng còn ít. Nói chuyện quên sầu, uống càng nhiều. Đối thủ của Hồ Gia chính là người đẹp Đông Nam Á, nổi tiếng với biệt danh ngàn ly không say. Nói anh nghe, rượu này anh uống một ly là cục. Chúng ta hãy cùng nhiệt liệt vỗ tay chào đón người này. Mẹ, Trương gia giới có một báu vật, người người nhìn thấy đều khen ngon. Giang hồ hào kiệt đều chảy nước miếng, đến cả người Nhật ngoại quốc cũng đến cướp. Nam nhi Trung Quốc võ công cao cường, còn có những nữ anh hào xinh đẹp như chúng ta. Nhất quyết đừng quên những người bạn nhỏ nữa. Mọi người hãy cùng nhau đồng tâm bảo vệ báo vật, đánh bại cường đạo phiền nhiễu. Này chị Bạch, hôm nay chúng ta đến đây thi uống rượu chứ không phải thi hát. Ông lão này thật là nhiều chuyện. Uống nước hoàng tuyển của ông đi. Tôi không tin bà có thể uống vượt qua tôi. Ông bớt nói nhảm đi. Một chọi một chính là như phượng đấu với rồng. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Các tuyển thủ của chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Đánh nhau rồi. Dừng. Lung linh xạ điêu, hàng hổ tử thổi tiêu ta nghe. Hồ gia đánh bại bà ấy đi. Hồ gia đánh bại bà ấy đi. Đánh bại Hồ gia đi. Đánh bại Hồ gia đi. Mẹ, mẹ, bắt bà này. Song long xuất hải, hầu tử trộn đào, không còn đào nữa. Tôi nào có đào, ngũ lô nhiếp đỉnh. Dạng Phật triều tâm. Được rồi, được rồi. Đừng gây chuyện nữa, đừng gây chuyện nữa. Hôm nay lại uống say nữa rồi đúng không? Đã đấu với nhau mấy chục năm rồi mà vẫn còn đấu. Tứ đại gia tộc chúng ta từ trước đến nay luôn hòa bình chân hòa, chăm sóc lẫn nhau đúng không? Đúng. Hôm nay tôi muốn nói với mọi người, chỗ chúng ta có những du khách có vấn đề. Hành tung của họ cho thấy có âm mưu mờ ám, vậy nên chúng ta phải đề cao cảnh giác. Được, chú ý hành tung của họ. Mọi người đoàn kết một lòng, biết chưa? Biết rồi. Nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi. Ba chứ không. Ông thắng.
Ai vậy? Chào sư phụ. Chào sư phụ. Chào. Phan Tử Bàn, con có biết lúc nãy con phạm phải lỗi gì không? Con biết rồi. Bạch Quỷ, dân, vừa rồi con có một động tác phải làm như thế này. Ánh mắt phải đi theo nắm đấm, nhớ chưa? Đệ tử nhớ rồi, thưa sư phụ. Hả? Sư phụ, lúc làm động tác tay này, con nhất định phải dùng lực ở phần hông. Khuỷu tay phải dùng lực hông. Được không? Được. Tiếp tục đi. Dân sư phụ. Nào, làm lại từ đầu lần nữa. Bạn có một, tôi có một, chúng ta đều là một cộng một. Bạn có hai, tôi có hai. Nào nào, chơi máy bay đi nào. Nào, quan đầu, chuyện gì thế? Anh hỏi em nhé. Hỏi em một chuyện có được không? Không được. Sao em qua cầu rút gián vậy? Cảnh sát người ta nhờ người ta chỉ điểm cho, còn cần phải cho tiền chỉ điểm. Hiểu rồi. Đây, phí chỉ điểm. Rộng rãi chút đi mà. Chừng này còn tạm được. Nếu đã nhận phí chỉ điểm rồi thì có thể trả lời câu hỏi của chú cảnh sát rồi chứ. Hỏi đi. Anh muốn hỏi là ở gần đây có trò gì vui không? Đặc biệt là có kho báu nào không? Chưa từng nghe nói. Đi nào. Đợi đã. Chỉ vậy thôi sao? Không thì sao? Tiền cũng đã đưa em rồi. Anh cho em tiền để em trả lời câu hỏi của anh. Em đã trả lời xong rồi. Không biết chính là câu trả lời của em đấy. Có lý, có căn cứ. Đâu ai nợ ai. Không phải, quan đầu à. Người thừa kế của nhà họ Trương xuất hiện rồi. Lại nhắm vào kho báu mà đến à? Thì ra cậu ấy là bạn trai của Quỷ Nhiên. Tôi thấy chắc là cậu ấy không thật lòng với Quỷ Nhiên. Cậu ấy dám. Tôi lột da cậu ta cho xem. Ông đừng manh động, quan sát thêm chút đi. Nếu cậu ta thật lòng với Quỷ Nhiên thì sao? Chuyện báo chụp này chúng ta giao lại hết cho họ cũng không sao cả, đúng không? Nó khó nghe một chút. Chúng ta cũng đã già rồi, nên có cháu thôi. Tử Bạch, bà chẳng già chút nào cả, vẫn đẹp như ngày nào. Cái ông lão này. Tử Bạch đáng chết, lại dám đánh lén tôi. Thật không ngờ nội công của bà lại tiến bộ nhiều như vậy. Anh Tiểu Hoàng, tôi thực sự lợi hại vậy sao? Mỗi ngày tôi đều sợ mà tôi còn không biết. Bà sợ cái gì? Sợ cái này. Nói chung ông không hiểu được đâu. Sư Quynh, chỉ giáo nhiều thêm đi, sư Quynh. Mẹ, con đến rồi à? Mẹ, ngồi đi. Mẹ, uống trà. Mẹ, lần trước nói với mẹ chuyện của Chi Hằng, mẹ thấy thế nào? Để xem sao đã. Sao lại để xem sao nữa? Chẳng phải lần trước mẹ đã nói rồi sao? Nói Chi Hằng là thanh niên kỳ xuất. Mẹ từng nói vậy sao? Cái con bé này, mẹ đã nói cho con bao nhiêu lần rồi? Lời của phụ nữ không đáng tin. Nhất là những người phụ nữ xinh đẹp giống như mẹ con đấy. Lại càng không thể tin được. Mẹ, con là người thừa kế của nhà họ Bạch. Trên người còn phải gánh trọng trách bảo vệ báo vật nữa. Hôn nhân đại sự sao có thể tùy tiện được. Mẹ, sao mẹ cứ mở miệng ra là nó đến bảo vệ báo vật vậy? Lưng mẹ rất đau. Mẹ, nói sao đi. Cả đời của mẹ đều chỉ biết bảo vệ báo vật. Chẳng lẽ cả đời này của con không phải hy sinh như vậy sao? Sao vậy? Trong em có vẻ không vui.
Còn không phải vì mẹ em sao? Lần này về, chẳng phải em muốn nói với mẹ chuyện của hai chúng ta sao? Mẹ cứ lấy chuyện em là người thừa kế của nhà họ Bạch ra làm cớ thôi. Nói gì mà em có trách nhiệm nặng nề, làm chuyện gì cũng phải cẩn trọng. Nói đến cùng, thì rốt cuộc em mang trọng trách gì vậy? Còn không phải là nhà họ Bạch của em. Sao vậy? Không tiện nói à? Thật ra cũng không có gì, chỉ là nhà họ Bạch của em vẫn luôn canh giữ kho báu. Kho báu? Cái này dễ bị người khác chú ý lắm. Có bản đồ kho báu gì không? Em dẫn anh đi xem cho biết đi. Em cũng muốn nhìn thấy nó đấy. Mẹ em nói bây giờ em vẫn chưa phải người thừa kế chính thức của nhà họ Bạch, vậy nên vẫn chưa đưa cho em được. Vậy à, chị Hằng, có phải cho dù xảy ra chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta không? Cô bé ngốc này, đương nhiên rồi. Ở trên đời này, em là người quan trọng nhất của anh. Chị Bạch, cháu đến chơi à? Chị, tiểu quỷ có nhà không? Trời ơi, con gái chị đang ở đâu? Chẳng lẽ cháu không biết sao? Có phải chị biết con bé không ở nhà nên mới đến tìm chị không? Xem ra chị đã biết mục đích của cháu rồi. Chị, vậy cháu định làm người ngay, không nói lời mờ ám. Thật ra bố cháu làm ăn thất bại, tự sát không thành, hiện giờ còn đang nằm bệnh viện. Lần này cháu đến chính là hy vọng tìm thấy kho báu giúp bố vượt qua cửa ải khó khăn. Vì không quan tâm vì sao cho đến tìm kho báu, nhưng chị muốn hỏi cháu một câu. Cháu có thật lòng với quỷ nhi không? Chị Bạch, lúc cháu quen với tiểu quỷ, cháu không hề biết chuyện kho báu. Là trước khi bố cháu hôn mê đã nói cho cháu biết. Cháu xin thề, cháu tuyệt đối không có bất kỳ giả dối nào đối với tiểu quỷ. Được, chỉ vì vào câu này của cháu thôi. Đứng lên đi. Vì tặng cháu bình miêu cổ này, độc nhất vô nhị, không gì so sánh được. Cháu giữ lấy phòng thân nhé. Cầm lấy, cầm lấy. Cháu cảm ơn chị. Vậy cháu xin phép đi về ạ. Ừ. Trương Chi Hằng. Dân, tổ tiên của cậu là Trương Đức Uy. Lần này cậu đến Trấn Phong Lưu là để tìm kho báu. Chẳng lẽ trưởng bối của cậu không nói cho cậu biết là phải liên lạc với ai sao? Dân, ông của cháu đúng là Trương Đức Uy, nhưng bố của cháu không hề nói cho cháu biết nên đến tìm ai cả. Quả nhiên là vậy. Đã nhiều năm rồi nên mất liên lạc. Năm đó bốn đại gia tộc chúng ta chính là những người mà ông nội cháu đã từng giúp đỡ. Các chú các dì vẫn luôn giữ lời hứa, giữ gìn bảo vệ báo chợ. Bây giờ đã đến lúc trả lại cho cháu rồi. Tôi đồng ý đem bản đồ kho báu giao lại cho đời sau của nhà họ Trương. Cháu không đồng ý. Đây là sứ mệnh của bốn đại gia tộc. Đó là sứ mệnh của các cô chú. Dù sao đi nữa cháu không đồng ý giao kho báu cho một người ngoài lai lịch bất minh như vậy. Tiểu Kỳ, không biết lớn nhỏ gì cả. Lúc nào thì đến phiên cháu nói chuyện chứ? Sư muội, em thấy thế nào? Em không biết. Em không biết gì cả. Tiểu quỷ, em cũng không muốn biết. Tiểu quỷ, tiểu quỷ, tiểu quỷ, tiểu quỷ, em nghe anh nói đi. Tiểu quỷ, em nghe anh giải thích đi. Tiểu quỷ, em có thể nghe anh giải thích được không? Anh muốn giải thích cái gì hả? Giải thích anh làm sao lợi dụng em để lấy tin tức về kho báu đúng không? Tiểu quỷ, lúc đầu khi hai chúng ta ở bên nhau, anh căn bản không biết chuyện kho báu. Không biết. Trương Chi Hằng, lần này đến đây em đã cảm thấy anh kỳ lạ. Bây giờ em đã hiểu rồi, anh đến đây là chuyện kho báu. Tiểu quỷ, anh xin thề anh không hề lợi dụng em. Anh xin thề anh không lợi dụng em. Và anh có dám nói anh đến đây không phải vì kho báu? Anh dám nói anh chưa từng thu thập tin tức gì từ miệng của em không? Phải. Anh thừa nhận. Anh thừa nhận lần này anh đến là vì kho báu. Anh cũng từng hỏi chuyện em. Nhưng mà tiểu quỷ, anh có nỗi khổ của mình. Mấy hôm nay anh ăn không ngon, ngủ không yên. Anh có rất nhiều điều muốn nói với em.
nhưng anh không biết làm sao để mở miệng. Tiểu quỷ, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Xin lỗi, em không biết bây giờ em có nên tin anh nữa không. Tiểu quỷ, anh thật sự không có lừa em. Anh xin thề, những gì anh nói đều là thật. Nên em tin anh. Anh không thay đổi. Tình cảm của chúng ta cũng không thay đổi. Xin lỗi, em muốn yên tĩnh một thời gian. Đừng đến tìm em nữa. Tiểu quỷ, anh là cái tên chẳng ra gì. Cái gì? Không có gì. Muốn tôi cứ thế giao kho báu cho anh. Tôi không phục. Hay là chúng ta thi đấu một trận thấy thế nào? Nếu tôi thua, tôi sẽ đi tìm kho báu cùng anh. Nhưng nếu anh thua, thì anh hãy mau chóng biến khỏi đây đi. Sao? Không biết sư muội sao lại để mắt đến một tên vô dụng như anh. Được thôi, thi thì thi, tôi theo anh tới cùng. Tốt lắm, tốt lắm. Trương Chi Hằng, cố lên. Biến đi. Tốt lắm. Đúng, cứ làm như thế. Tốt lắm. Tốt lắm. Tuyệt lắm. Tuyệt. Tuyệt. Trương Chi Hằng thắng. Đại sư Quynh, xem ra hôm nay anh gặp phải cao thủ rồi. Chẳng qua anh ta may mắn thôi. Đúng đấy, chẳng qua là ăn may thôi. Sư Quynh chúng ta cũng chỉ là nhất thời sơ ý. Hả? Em, sao em có thể bao che đại sư Quynh như vậy? Khang Tiểu Bàng, anh nói chuyện với ai đấy? Anh đúng là thứ thất đức. Rõ là muốn ăn đánh mà. Em dám đánh chồng em. Lại ngồi ở đây nghĩ chuyện hồi sáng à? Mẹ. Mẹ, sao? Bây giờ con cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới dối trá vậy. Căn bản không biết có nên tin anh ấy không. Tự nhiên, không phải tin ở mình, dùng trái tim mà cảm nhận. Vậy thì con sẽ biết bản thân nên làm gì. Hành động lần này mẹ muốn con cùng tham gia. Con sẽ biết được bản thân mình rốt cuộc muốn gì. Được không? Được, con biết rồi mẹ. Ngoan. Sư phụ. Được rồi, mọi người ngồi đi. Trương à, kho báu này vốn chỉ là của nhà họ Trương cháu. Bây giờ xin trả vật về cố chủ. Sứ mệnh của bốn đại gia tộc chúng ta cũng hoàn thành. Cảm ơn mẹ Bạch. Mấy cô cậu thanh niên, vâng. Lần này các cô cậu phải làm việc vô cùng cẩn thận. Kho báu này không hề dễ dàng mà đến tay được đâu. Tiền bối, chẳng lẽ trong này còn có chuyện gì khác sao? Bây giờ kho báu lại lần nữa xuất hiện, khó tránh sẽ có rất nhiều người đến tranh đoạt. Cậu này bình thường đến giết gà còn không có can đảm. Muốn đoạt lấy kho báu thì sẽ có khó khăn nhất định. Tiểu bà, có. Tiểu Kỳ, có. Hạ Nhi, vâng. Các cháu đều là đời sau của bốn đại gia tộc. Chú hy vọng các cháu có thể gánh vác trọng trách bảo vệ đời sau của nhà họ Trương, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lấy kho báu. Vâng, vâng.
Đây là lầu 5 tầng. Từ phía trước đi vào chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện. Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta từ phía sau thả dây xuống. Ông chủ, tôi có một cách. Nói, tại sao chúng ta không trực tiếp gõ cửa? Nói bậy cái gì vậy? Này, lũ có các cậu qua đây. Các cậu xem phim chưa? Đã từng xem phim chưa? Người xấu ở trên phim đều như vậy sao? Vậy tiếp theo thì sao? Sau đó thì sao? Đương nhiên là đi gõ cửa rồi, đồ ngốc. Ông chủ thật anh minh. Chuẩn bị, nhanh lên. Các cậu nói xem, chúng ta phải đợi đến 12 giờ mới ra tay. Bây giờ chỉ ngồi ở đây sao? Đúng đấy, chán chết đi được. Các cậu đã nghe nói đến truyền thuyết Trương Gia Giới chưa? Truyền thuyết gì? Nghe nói ngày xưa cũng từng có một đội quân cũng đến đây để tìm kho báu. Vậy sao? Nhưng sau khi đi vào thì không bao giờ thấy trở ra nữa. Này, nhát gan như vậy còn đòi tìm kho báu cái gì? Ai nhát gan chứ? Chỉ là không cẩn thận động trúng cậu chút thôi. Cậu tránh ra đi. Ai? Là ai vậy? Đừng kêu nữa. Là bụng của tôi đấy. Tối nay mà còn kêu nữa, thật không biết phải làm sao. Bụng cứ đau thế này có hơi lạ. Bố, tay con cầm gì đấy, hả? Thứ bố cần đâu? Không có gì đâu mà. Vẫn không nói thật à? Được rồi. Giò heo. Con không sợ mình sẽ biến thành Chu Bát Giới sao? Tịch thu. Bố ơi, đó là giò heo của con mà. Bố. Tiểu quỷ, anh biết em vẫn còn giận anh. Ngày mai chúng ta phải đi tìm kho báu. Anh rất hy vọng em có thể đi cùng anh. Nhưng nếu em không đồng ý thì cũng không sao. Anh chỉ muốn nói với em, thật ra trước giờ anh chưa từng nghĩ đến chuyện lợi dụng em. Anh nhà anh phá sản rồi, bố anh nằm trong bệnh viện. Anh thật sự rất cần chỗ kho báu đó. Vậy nên anh anh không biết hôm nay anh muốn nói gì nữa. Anh chỉ muốn nói với em, anh chỉ là không muốn mất em. Anh đã nói rất nhiều câu kỳ lạ rồi. Em cứ xem như anh bị thần kinh đi. Nghỉ ngơi sớm nha. Được không?
Bố, có đau không? Cái gì vậy? Đây là cái gì thế? Sao là chiếc sợi dây này ở đây? Không phải con chiếc đâu. Lúc nào rồi không lo đi ngủ mà còn chọc kẹo bố? Anh, chúng ta đi xem kịch hay đi. Xem kịch hay. Ông chủ, xin lỗi, nhiệm vụ thất bại rồi. Nhiều người như vậy mà đến mục tiêu cũng không tiếp cận được. Bọn họ thủ đoạn lắm, còn đổi dụng cụ của chúng tôi nữa. Đúng đấy, nhặt lại cái mạng này về đã là khá lắm rồi. Được rồi, nếu các cậu đã không làm được, vậy thì tiến hành kế hoạch B đi. Anh, tại sao hôm nay chúng ta lại phải quá trang thành thế này? Bởi vì hôm nay anh muốn báo thù cho các em. Báo thù? Đúng vậy. Bởi vì có mấy tên ác ôn ức hiếp em gái anh. Vậy nên anh có một ý tưởng cực kỳ hay. Tại sao phải lão nhị mà mình lại phải đi? Thật sự quá bất công. Nhiệm vụ hoàn thành. Báo cáo sếp. Nhiệm vụ hoàn thành. Rất tốt. Hoàn hảo. Xuất quân. Thank you.
Là sư tỷ, sư tỷ. Tiểu quỷ, anh còn tưởng là em sẽ không đến. Em là người thừa kế của nhà họ Bạch, tất nhiên có trách nhiệm tham gia vào hành động bảo vệ kho báu lần này. Tốt quá rồi sư tỷ, F4 Trấn Phong Lưu chúng ta là có thể cùng nhau hành động rồi. Đúng thế, giống như trước kia vậy. Nó không sai. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ chuyện gì chúng ta cũng đều cùng nhau hành động. Mức độ tình cảm sâu sắc thế nào, người ngoài làm sao mà hiểu được chứ? Phải. Được rồi, bây giờ chúng ta nên nghĩ cho thật kỹ, làm sao bảo vệ kho báu thì hơn. Sư muội nói đúng đấy. Quả thực chúng ta phải nghĩ cho thật kỹ về chuyện tìm kho báu. Tôi tán thành. Tôi nói này Khang Tử Bà, anh thật sự muốn đi cùng chúng tôi sao? Tôi cảm thấy anh vẫn nên ở nhà cầm đùi gà của anh đi thì hơn. Hả? Sao em có thể nói anh như thế? Đúng không? Tốt xấu thì anh cũng là truyền nhân đời thứ 28 của Lăng Ba Chi Bộ Chính Tông mà. Có Bạch Tử và Tiểu Kỳ rồi, còn cần anh chen vào nữa sao? Anh chỉ nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn. Truyền nhân nửa trời. Hả? Trước mặt nhiều người như vậy mà em lại sỉ nhục anh. Xem anh xử em này. Đừng phá. Đủ rồi. Bây giờ thời gian cấp bách, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là chúng ta sẽ nên thảo luận hành động thế nào bảo vệ kho báu. Ừ. Lý, tiến triển đến đâu rồi? Dân, tôi đang tìm mấy tên đàn em làm đây. Sẽ có kết quả nhanh thôi. Yên tâm đi. Tranh thủ thời gian đi. Cho dù là dùng cách gì, hiểu chưa? Hôm nay là hạn chót. Dân. Được, được. Được. Chết tiền. Có tiền thì giỏi lắm sao? Ông nội ghét nhất người có tiền. Tên khốn kiếp. Lý, bên này. Chúng ta ở đây. Được. Ok. Tiểu bạn đi sát vào. Bình rượu của tôi sắp cạn rồi. Tôi nghĩ bọn trẻ có lẽ cũng đi xa rồi đấy. Bây giờ là lúc nào rồi? Ông còn đi ủ trà nữa. Cái này ông không hiểu rồi. Chuyện lớn cỡ nào đi nữa cũng không thể gián đoạn trà này. Hơn nữa chúng ta cũng lớn tuổi rồi, càng phải hiểu đạo dưỡng sinh. Ông đấy, học tập tôi uống trà đi. Bảo đảm con sâu trụ như ông có thể sống thọ thêm vài năm. Tôi vẫn nên uống trụ của tôi thì hơn. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên bám theo lũ trẻ đi được không? Chúng có chuyện gì thì chúng ta có thể giúp đỡ chút ít. Chỉ sợ nếu tiểu quỷ nhà bà mà biết được. Trời ơi, tiểu quỷ cứ thích tỏ ra mạnh mẽ. Nơi mà lần này đủ trẻ đi quá nguy hiểm. Thú hồ cũng đã phát hiện thấy rất nhiều kẻ lạ mặt rồi. Hành tung rất đáng nghi, tôi thấy lo lắm. Nếu không, ba người chúng ta đi theo đủ trẻ đi được không? Ông Khang, ông ở lại canh chừng chỗ này được không? Được, cứ quyết định nhanh gọn vậy đi. Tôi... Chuyện cho các anh chị đây quyết định. Ông là Út, nghe lời đi. Hiểu chưa? Nhưng chuyện này... Ngoan nào. Các người nói thế nào thì là thế ấy.
Nhóc, đưa bản đồ kho báu đây. Chỉ sợ anh không có mạng để lấy thôi. Chỗ này nguy hiểm, anh đi trước đi. Không được tiểu quỷ, đi. Đừng chạy, đừng chạy, đừng đuổi theo nữa. Các người đừng có chạy. Này, đừng đuổi theo nữa. Anh cũng khá đấy. Đương nhiên, anh là ai chứ? Là truyền nhân đời thứ 28. Chị ơi, không hay rồi, không thấy anh kia đâu cả. Đi, Trương Chi Hằng. Trương Chi Hằng. Cậu lại muốn đi đâu? Coi nào. James. James. Anh nên giết cậu ta. Chúng ta đâu cần cậu ta. Sếp, giết hắn đi. Được không? Không. Sếp, chúng ta đã có bản đồ kho báu rồi, đúng không? Giữ lại cậu ta làm gì nữa? Nên diệt trừ hậu quả đi. Đúng. Giữ cậu ta lại. Chờ trong. Thì ra là các người. Cậu nói xem. Sếp, xử cậu ta đi. Các người muốn sao? Linda, cất súng đi. Chúng ta có bản đồ rồi mà. Chúng ta không cần hắn. Giữ hắn sống. Bỏ đi. Trừ phi cấp bách, còn không đừng đưa ra những quyết định không sáng suốt. Không thì ban đêm sẽ sợ quỷ có cửa đấy. Vậy nên em không phải trẻ con. Đừng nói dối. Nói em nghe anh đang nghĩ gì. Chúng ta nên hành động trước. Giữ cậu ta lại. Được. Em cũng không tin anh ta. Đúng không? Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Chi Hằng. Anh, em. Anh, bố sao rồi? Bố ổn rồi, đã qua thời kỳ nguy hiểm. Em đi trước đi. Anh, chờ anh, mau đi đi. Dậy đi, anh biết Trương Chi Hằng ở đâu? Nói đi chứ. Bỏ đi, chắc cũng không hỏi ra được gì. Em đi tìm Trương Chi Hằng, mọi người trông chừng họ. Sau 2 giờ sau, bất kể tìm thấy hay không, em cũng sẽ quay lại hội họp với mọi người. Anh đi cùng em. Không cần đâu. Sư Quynh cẩn thận. Cũng không biết Sư Quynh khi nào mới về nữa. Sư Quynh, canh chừng cho kỹ đi. Ừ, tôi dẫn đủ trẻ đi nghỉ ngơi đây. Này, mình cũng ngủ thôi. Chi Hằng, sư muội, anh không thể để em đi một mình được. Sư Quynh, em muốn đi tìm anh ta thì anh sẽ đi cùng em. Nhưng muộn thế này để em đi một mình, anh thật sự không yên tâm. Hồ Tiểu Kỳ, rốt cuộc anh có chịu thôi đi không? Em đã không còn là cô bé chỉ biết chạy theo sau anh nữa rồi. Chở con em thế nào anh hiểu rất rõ mà. Anh vẫn nên ở lại giúp Hà đi. Đúng vậy, em đã không còn là cô bé năm đó, chỉ biết chạy lấy anh nữa. Nhưng anh vẫn muốn bảo vệ em cả đời. Em xin lỗi. Người đâu rồi? Ai? Mấy người đó đâu? Họ đâu rồi? Họ đâu? Người đâu rồi? Đi đâu rồi? Anh thật là sao lại ngủ chứ?
Chi Hằng. 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 Anh tỉnh lại đi. Anh sao rồi? Bị rắn cắn. Anh còn sống sao? Đương nhiên còn sống rồi. Nếu không thì sao còn có thể thấy em chứ? Nếu anh chết rồi thì em có đau lòng không? Ai đau lòng? Bây giờ em còn buồn là vì sao anh còn chưa chết đấy. Tiểu quỷ. Tiểu quỷ. Tiểu quỷ. Vừa rồi lúc anh tưởng mình sắp chết, trong đầu anh trống rỗng, chỉ có hình bóng của em thôi. Anh chỉ nhớ đến những chuyện chúng ta đã từng cùng trải qua. Anh không sợ chết, nhưng anh sợ sau này sẽ không còn được nhìn thấy em nữa, không thể ở bên bảo vệ em. Phải. Anh không biết võ, cũng không đánh nhau giỏi như em. Nhưng anh là đàn ông, cho dù xảy ra chuyện, anh đều sẽ che chắn phía trước để bảo vệ em. Tiểu quỷ, anh thà không có số kho báu đó, chứ anh không muốn mất em. Những gì anh nói là thật hay giả, em có thể cảm nhận được mà. Được rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Chúng ta nên trân trọng mỗi một giây một phút được ở bên nhau. Ai ở đó? Ra đây. Sư Quân. Anh vẫn lo là em sẽ gặp nguy hiểm, cho nên anh đi theo. Được rồi, cũng đã tìm thấy anh ấy rồi. Đi thôi. Tôi hy vọng anh nói được làm được. Đối xử tốt với cô ấy. Tiểu Kiều, thật ra tôi chỉ là đột nhiên hiểu được. Ngoài anh ra, không ai có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Mọi tình cảm của cô ấy đều là vì anh. Tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể vui vẻ. Sư Quynh, yên tâm, tôi nhất định sẽ đối tốt với cô ấy. Nếu tôi không làm được, anh cứ đánh chết tôi. Đi thôi. Đi. Chị Bạch Quỷ, người xấu chạy mất rồi. Chuyện gì vậy? Xin lỗi sư tỷ, bọn em không cẩn thận để cho bọn chúng chạy mất rồi. Chạy mất rồi. Đúng vậy, bọn họ lúc thì muốn đi vệ sinh, lúc thì đòi uống nước. Đều tại anh. Hoàng Hạ thì đi ngủ, nên tôi không canh chừng kỹ một lát, thế là chúng chạy mất. Được rồi, chạy rồi thì chạy thôi. Đã biết bọn chúng đến là vì kho báu rồi, vậy sau này chúng ta lại phải càng thận trọng hơn nữa. Cũng may mọi người đều không sao. Không sao là được. Cũng may anh đã lén chụp lại bản đồ. Chúng cướp mất bản đồ rồi. Hả? Anh thông minh không? Thật không? Được rồi, anh thông minh lắm. Mọi người cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi. Sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát. Được, đi ngủ thôi. Ngủ, đi thôi các em. Đi. Phân. Phân. Hey, honey.
Này anh yêu, Phân. Vậy anh dính Phân rồi. Không không, nó đến rồi. Nó đến rồi. Nó sẽ đến. Sắp rồi, anh tiêu rồi. Anh tiêu rồi. Không phải chuyện lớn gì đâu. Được không, giúp anh đi. Giúp anh đi, anh sắp chết rồi. Linda, em có muốn nhận tiền hay không? Đương nhiên. Đỡ hơn chưa? Tiểu bạn không sao chứ? Mau lấy dây thừng, nắm chắc vào, nhanh lên, nắm chắc rồi. Ai bảo anh ăn nhiều như vậy? Giữ được anh rồi. Tình báo chết tiệt, muốn chết nửa cái mạng rồi đây này. Dọa chết tụi này rồi. Ai bảo bình thường anh ăn cho lắm trò heo vào. Sắp biến thành một cái đầu heo rồi này. Dọa chết tôi rồi. Bình thường tôi ăn nhiều thịt heo như vậy là chị sư mẫu nấu ngon quá mà. Chị biết mỗi ăn. James, Lý, chúng ta có cùng mục đích, không cần phải manh động. Chính vì có cùng mục đích, vậy nên càng cần phải ra tay. Người biết về kho báu càng ít càng tốt. Lúc đầu anh chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao? Lý, anh hiểu lầm chúng tôi rồi. Tôi không tin anh. Nếu anh muốn, tôi sẽ đưa bản đồ cho anh. Tôi không cần nữa. Động kho báu ở phía trước rồi. Mấy anh em của tôi đã vào trong. Anh nghĩ tôi còn cần tấm bản đồ đó của anh sao? Tuy rằng các anh có đông người, nhưng tôi và James cũng không phải là phường vô dụng. Lưỡng bại câu thương, không hề có ích lợi gì với mọi người. Có lý. Có điều hai người nhất định phải nộp lại vũ khí cho tôi. Được chứ? Đi. Nhanh lên. Nhìn xem. Ba người đi bên đó đi. Được. Anh đi với em. Được. Sao
Quay. Cố lên tiểu bạn. Được rồi, chúng ta vào tập trung lại chỗ sư tỷ thôi. Đi. Đi. Chị Hằng, dân. Mấy người trẻ tuổi các cháu đi vào trong động xem thử đi. Được, chúng ta đi. Đi sát nhau vào. Sao trụ? Tiểu Bạch, hai người qua bên đó xem thử đi. Được, đi. Nhanh lên. Sư phụ, tôi lăn lộn ở ngoài nhiều năm như vậy, không ngờ chúng đụng phải ông lão như ông ở đây. Sư phụ cái gì? Cậu đã bị tôi đuổi khỏi sư môn từ lâu rồi. Được, ông đã không để mặt như vậy. Xông lên. Tại sao? Chúng ta lấy tiền là được rồi. Anh nói đúng. Đi thôi.
Bên này. Tiền ở trong đó. Đúng vậy. Lên, lên, lên. Mở cái thùng ra. Mở ra. Mở ra đi. Chúng ta phát tài rồi. Phát tài rồi. Đi thôi mọi người. Nhanh lên. Kiên đi. Nhanh lên, nhanh lên. Chúng ta phát tài rồi. Nhanh lên. Kiên ra ngoài cẩn thận một chút. Đừng để rơi mất. Nhanh lên. Nhanh lên. Đi thôi, nhanh lên. Tiểu quỷ, dân sư phụ, con vào đó xem thử, dân. Sư phụ, mẹ. Từng người một vào đi, dân. Sư phụ cẩn thận. Đẹp quá đi mất. Đúng vậy, đẹp quá. Số kho báu này chắc chắn có giá trị liên thành. Kho báu đều thuộc về bốn nhà khang hồ Hoàng Bạch chúng ta.
lần này tốt rồi, chúng ta có thể giúp Chi Hằng. Đúng vậy, có điều chúng ta kinh doanh qua chiên cũng được, không nhất thiết dùng đến số báo vật này. Hả? Kho báo thuộc về bốn đại gia tộc. Số kho báo này đủ để tôi uống rượu đến mấy đời. Không đúng. Sai hết rồi. Kho báo này thuộc về quốc gia, thuộc về nhân dân. Chúng ta phải báo cho Cục Quản lý Bảo vật Quốc gia đến đây xử lý. Tiền bối nói đúng. Sư phụ nói đúng. Sư phụ nói đúng.